cô chào bạn ha hôm nay uh, lại là mình đây mình uh, hôm nay ngày nghỉ với bạn uh, thứ hai là ngày uh, nghỉ của uh, ngày lễ lao động của New Zealand uh, cho nên là mình nghĩ được lo lo weekend cho nên hôm nay trời nắng đẹp nữa này tí nữa mình sẽ đi vòng vòng chơi nhưng mà trước khi đi thì mình cũng uh, chia sẻ với các một cái video nói về uh, vấn đề mà mang uh, lương thực từ Việt Nam qua trước khi mà qua New Zealand nên hay không nên uh, bản thân mình đã qua đây rồi mình thấy thì như mình uh, lời khuyên nhất bạn là các bạn mang được cái gì từ Việt Nam, qua cứ mang qua đây hết nha, tại vì tất cả chi phí mà các bạn mua bên này rất là mắc các bạn. Như nhà nó đó, bên này xài 1 tiền đô mà bên Việt Nam mình xài rẻ hơn, cho nên là những gì mà các bạn chị mà cứ mang là cứ cứ mang qua đó là lời khuyên của mình. À, đặc biệt là những bạn uh, quần áo vậy nè các bạn uh, nên uh, mang của Việt Nam, mua Việt Nam thì Việt Nam mẫu mã đẹp hơn, à. À, kích thước size thì nó vừa mình hơn. Bên này thì như mấy anh chị đây mình nói đó, Là làm mang sang nít không à? tại nhiều dân, dân, dân đây nó to à. nhưng mà size này cũng có nhưng mà nó mắc hơn các bạn à, ở đây cũng giống việt nam à, mỗi chỗ mua nó sẽ giá khác nhau và giá khác nhau thì bộ bền và nó mắc ví dụ như à, như à, ví giờ mua, mua cái áo khoác à, bình thường áo chống gió bình thường thì thôi mà hay cái quần áo chống, chống gió cũng lại cũng gần triệu mấy hai triệu rất là mắc các bạn nha khi mà các bạn ở việt nam thì các bạn tranh thủ mua tại vì quần áo việt nam rất là rẻ thì việt nam cũng rẻ mẫu mã đẹp với bạn thử được bạn vô mua mang nhiều lên qua đây nha về những các bạn thì mình mua bằng áo mùa đông bên này mùa đông lạnh thì bạn mà uh, chuẩn bị một cái áo khác mùa đông ha áo chống gió áo chống nước mà đặc biệt bạn mang áo mưa Thôi mình nói áo mưa là áo mưa bạn chống mưa các bạn nha đi mang uh, ngoài trời thời tiết thay đổi nhiều bạn mang áo mưa áo mưa nguyên một, một set ở trên dưới bạn ha nó dễ nó, nó rẻ hơn như mình nói quần áo việt nam cực kỳ rẻ giày dép Việt Nam các bạn mua cũng được nhưng mà các bạn qua đây mua thì giày thì mình cũng khuyên khích là khuyến khích là giày bên này mua có thể, có thể tốt hơn thì có thể nó thật hơn nha khi bạn mua giày ví dụ giày Nike giày New Balance thì đôi bên này cũng tầm khoảng 2 triệu đôi mới là nó giày các bạn nha thì nó bền tiền nào của đó mình mua đôi giày mình mang có thể được 3 năm 4 năm đó thì giày giày việc này thì ok các bạn qua đây mua được còn mà quần áo thì mình nghĩ là anh chị khuyên anh chị là nên mua ở Việt Nam đồ ăn đồ uống thì bạn qua đây mang gì mang gì dễ ví dụ như là mì tôm các bạn mang mì tôm được thì thì ok mì tôm này mắc các bạn này mắc mà khó ăn ăn cũng không ngon lắm nha mình không hợp vị mình đó thì mình thì mình khoái gấu đỏ mình không có gì gọi là khoái cao xa nhưng mà khoái gấu đỏ hoặc là omachi cũng ok thì mình mang từ việt nam qua hay là bún biệt à, sợi bún thì việt mang việt nam qua nhưng mà nói là đồ ăn các bạn mang cứ mang qua đóng gói nhãn mát đầy đủ mang qua được. Ha. Những đồ ăn về thịt thì nó cũng hơi khó nhưng mà nhưng mà thực chất các bạn lên khi mà qua ni dân thì cũng tùy người xét bạn nha. À, hên xui gặp người xét dễ thì nói cho qua, những xét khó thì không cho qua. Nhưng mà các anh chị nhớ rằng khi mà qua ni dân các bạn khai báo và người ta sẽ mở vali bạn kiểm tra được mà các bạn đầy đủ nha. Thì à, hồi xưa mình mới qua mình cũng biết mình mang chả bông nhưng mà chả bông không có mình nhà làm mà buộc lại cầm qua thì nó cũng băng hết gì đâu thì nghĩ mà mình được ăn đứng mình ăn hết cũng được một tiếc quá mà khi qua thì người ta quăng rồi cũng thua để mà qua nhập cảnh cho nên là các anh chị qua cầm đồ thức ăn uống phải có nhà mát đầy đủ để mà các anh chị qua qua cái cửa khẩu người ta người ta xét nha đó à, rồi à, những cái à, sách vở dụng cụ thì à, mình học viết việc thì anh chị mang cũng được đó à. là mình cũng cũng khuyến cũng khích mang một hai hai ba hộp viết để mà mình viết ở đây đi học thì viết nha rồi. Uh, trời uh, mấy cái uh, như mà nói đó viết việc hơi nó thì mấy cái viết xóa viết màu bạn các anh chị cũng mang luôn để trường hợp mà mình mình có nha rồi vật uh, dụng cá nhân à, uh, đời cắp móng tay móng chân nói chung là mình sẽ mang đầy đủ những gì mà vật dụng cá nhân của mình ha về uh, ngáy tay rồi uh, lược lượt giải đầu rồi cái gì đó hai giờ đầu các bạn cái nào của bạn bàn hợp các bạn cầm theo luôn thì mỗi mỗi, mỗi người được 23 kg mà để các bạn mua thêm kiện thì ấy thêm còn như mà các bạn biết đấy nhưng mà từ mình đi qua mũ kiện mình cầm qua thì nó rẻ hơn còn khi mà vận chuyển đồ từ việt nam qua rất là mắc ha cho nên mình tranh thủ đi mình hay mua thêm kiện để mà mình đi để mình mang cái đồ của mình đồ riêng riêng của mình ha ví dụ như là à, những đồ mà cá nhân các chị dùng đó như là vì về mỹ phẩm thì các anh chị mua bên này cũng ok mỹ phẩm bên này thì à, à, nói chung mà bên này thì chất lượng rồi ha những cái nào mà mang đắp lên da thịt các bạn có thể mua qua đây được để mà cho nó à, mua bên này để đảm bảo chất lượng còn những loại về giày về dép dép thì mua bên việt nam được nhiều mẫu mã khác nhau còn giày thì bạn khuyến khích thì mình mình thì mình khuyến khích bạn qua đi mua thì vì giày nó bên này đúng hơn thiệt hơn nhưng mà thì đó mang bền hơn rồi đó là những cái những gì mình mình ấy nha những gì mình mình anh chị mà mang được cứ mang qua hết đi nha đừng có ngại gì hết không có lo gì hết vì máy bay chở mà đó, qua cửa khẩu thì kéo qua thôi đó cho nên là cứ mang thôi không có gì phải ngại ngùng nha À, cứ sợ đi vướng này vướng kia không có gì hết nha ký gửi là khỏe lắm không các anh chị không phải làm gì hết sách tay thì mới được thôi sách tay thì 7 ký thì không có nói rồi đó cho nên là những lời khuyên của mình là các anh chị cứ mua được gì ở việt nam cứ mua nha bên này mắc lắm bên này mua cái gì cũng mắc nói nói rẻ thì rẻ rẻ cho những đồng tiền mà làm bên này thôi còn mà mà so với tiền việt nam thì vẫn là mất là mắc nha để mua mấy cái rổ cái rá mua bên này cũng mắc lắm một không phải, không phải rẻ bạn nha đó cho nên là tranh thủ các anh chị nào cầm được thì cầm ra đó cho nên là cứ mấy bạn là lời khuyên của mình nha rồi ok hôm nay mình nói với chủ đề ngắn ngắn thôi nói về mang dự những thứ dụng cụ có nên mang từ việt nam qua hay không mình nghĩ nên các anh chị nào đồ dùng cá nhân của chị có cứ mang qua hết đó, qua đây mình khỏi mua bên này mua tốn tiền hơn đó cho nên là vậy nha các bạn anh chị nha mong mấy chị đăng ký kênh của mình sắp tới thì mình sẽ ra những cái video mà gọi là thiết thực về cuộc sống bên này nha về ăn uống chi phí ở đi lại rồi này kia xe cộ ha mình sẽ nói À, mong các anh chị theo dõi kênh của mình và chia sẻ nha. Rồi các anh chị muốn biết chủ đề nào cứ nói với mình để mình mình biết nha. Thì mình sẽ chia sẻ thêm. Rồi xin chào các anh chị nha.